Đây nào, một này, hai này, một này, hai này, ba này. Ui, ngon lành. 20 nha, 20. Ê, có lắc luôn chứ, ngon. Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game US6.vn. Ngày hôm nay mình sẽ đi xoay búa thiên tử và xoay đầu tư thêm cái một cái kiếm rồng cấp 2 em nhá. Kiếm rồng cấp 2 đi ca chiến nó cầm cầm hai kiếm rồng với mặc xét ra ve gọi là siêu đam đây nhỉ. Siêu đam thật sự đam cực kỳ to luôn, mỗi tội là máu nó hơi ít, thủ nó hơi kém thôi nhé. Nhưng không sao, ta lấy đam ra bù thủ mà nó chọc một phát là bọn nó chết thôi. Đấy. Bây giờ thì mình không dài dòng nữa, mình đi xoay luôn cây vũ khí rồng cấp 2 em nhá. Xoay luôn cây vũ khí rồng cấp 2 và sau đó ném bút mông nào. Đấy. Hy vọng sẽ lên được cây kiếm rồng cấp 2 ngon. Cất hết đồ đi. Búa mình đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Đầy đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ chỉ có đi xoay thôi. Nguyên liệu là 30B này, 30S này. 10 viên à quên, một viên trao này, 30 viên like này. Một viên cre sao lại lấy 30 viên cả ra đi con. Đấy. Vậy thôi, hai cái bùa vậy nha, với hai cái bùa thôi, rất là đơn giản. Cái kiếm rồng thì ta ép cộng 13 sau, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, 10 phát thôi. Một viên ngọc hồn nguyên này, à một cụm ngọc tông linh nha bạn, ngoài 30 viên. À đúng rồi, có 10 viên thôi anh em ơi, chết tí nữa mất oan tiền anh em nha. Có 10 viên thôi anh em nha, của loại có 10 viên thôi nhỉ. Tí chết. 1 2 3 này, 4, mỗi loại có 10 viên thôi anh em nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, mỗi loại có 10 viên thôi nhỉ. Đấy, 10 viên thôi nhá. Em bỏ quá thì nó cũng vẫn nhận, nhưng mà một viên ngọc sáng tạo à. Ơ, gì đấy? Một viên đá hộ mệnh nữa cơ. Một viên đá hôm nay, một viên ngọc sáng tạo. Hay đấy. Hôm nay hình như mình còn 17 viên rồi. Đấy, thoải mái, không sao hết. Kiếm rồng cấp 2 thì cũng khá là dễ thôi. Tỷ lệ 91% rồi. 91%. Đá hộ mệnh. Sáng tạo hai cái bùa. Đấy, 91% anh em nhá. 91% lên luôn, ngon lành. Bây giờ tiếp theo là tí là Nam sẽ áp sắp kép luôn anh em nhá. Cái này sẽ đập lên cộng xem nào. Lên 13 đúng không? 13 và tính năng 4 ốp trở lên thôi. Đấy, chỉ cần 4 ốp trở lên thôi anh em ạ, không cần nhiều. Miễn anh em cộng 13 là được. Đấy 13 rồi nha. Còn chưa. Tiếp tục với để xem có nguyên liệu cần những gì lấy thôi. Hai cục ngọc ứng nguyện 30 viên mỗi loại. 30 viên mỗi loại anh em nhá. 30 viên lần này mới đúng là 30 viên. May mà đủ sao đấy. Ui vừa đủ S luôn. Vừa đủ S luôn anh em. 30 viên mỗi loại. Cre không cần. Like có chưa? 30 viên mỗi loại đấy. Bắt đầu chính thức lên cấp 2 nhỉ. Chính thức lên cấp 2. Của Nguyên này. Ngọc Ước Nguyện này. 20 cộng 2 là 2 là 30 viên. Sinh mệnh này. Hai ủa vẫn 91% anh em, vẫn 91% đấy nhà. Một này, có gì đâu anh em. Một này, hai này, 91% rồi đấy. Ba này, úi dồi, sao đây ta, ảo thế nhờ, không lên được nhờ, mình thiếu gì à, 16 ốp anh em à. Ôi trời ơi, làm hết cả hồn cái này 18 ốp thôi, Nam phải đập lên 16 ốp rồi. 12 này, cho một viên ngọc và tính năng vào. 16 hết cả hồn này em ạ, tưởng thế nào, hóa ra là như vậy. 16 ốp trở lên anh em, tưởng nó xịt cái chết dở luôn này. 30 viên hai cái bùa 91%. Một đây nào, một này, hai này, một này, hai này,
ba này, uy ngon lành, 20 nha, 20. Ê, có lắc luôn chứ, ngon. Ngon đấy, ngon đấy. Ngon chưa? Tẩm ốp xem nào. Nhìn nó lý nhà kỳ vậy nhỉ. Ui sồi, được. Bây giờ Nam sẽ đi sốc két cái này nha. Két và áp sốc két luôn. Nhìn đẹp trai ngay nha. Lên cái map DVS anh em xem nha. DVS 4, hai cái kiếm rồng thì đang ở siêu to khổng lồ luôn. Đây. Hai cái kiếm rồng đang ở siêu to khổng lồ luôn nhỉ. Cực kỳ ngon. Bây giờ đi kiếm ngọc sốc két. Xem còn tiền không nào. À, còn 111k khả năng đủ tiền mua ngọc sốc két đấy. Đây có một viên này. Lên Lorenzia nha. À quên, Everland. Thiếu mất 3 viên rồi. 4 viên. À 3 viên thôi. Một. Áp sốc két rồi nhỉ nha. Làm thể xoay nguyên tố và áp sốc két luôn. Vào khuôn luôn. Sốc két đâu. Nhưng phải lên Noria mới được. Lorenzia xem. Game này thì cũng ra cũng khá là lâu rồi, được hơn 2 tháng rồi nhỉ, cực kỳ lâu. Rất là bền đấy nhỉ. Đồ bây giờ thì cũng khá là rẻ thôi, không quá là đắt đấy nhỉ. Giờ anh em chơi sau thì cũng chơi cực kỳ sướng luôn, 25 mà. 1 2 3, 3 viên. 1 2 này. 3 viên rồi nhỉ. Ngon, đây có quân 5 nhá. Up đại quân nào cũng được. Bây giờ Nam sẽ đi xoay nguyên tố và up luôn socket vào cái kiếm rồng này. Hiện tại đang hết S này này. Cứ đập 3 viên có lên được không? 1, 2, 6 à? 7, ui dồi ôi, hết cơ hội rồi nhỉ? Mỗi 3 viên S thì mà không đập lên được nữa thì hết cơ hội luôn. Hết cơ hội thực sự đấy. Xem nguyên tố đầy đủ chưa? À đây đây, lấy khuôn ra. Chí mạng này, 2 viên chí mạng, 1 viên hoàn hảo. Tăng lực tấn công tối thiểu, tốc độ tấn công tối thiểu này, hao nội lực này, tốc độ này, tối đa này, đấy, còn một viên kỹ năng, độ bền này, tiêu diệt quái ấy. Còn là tăng khả năng tấn công, rồi ngon lành nhá anh em nhá. Bây giờ tổng cộng có bấy nhiêu viên này. Lên được thì lên, không lên được thì xịt, chấp nhận số phận thôi nhỉ. Chấp nhận số phận. Ép quân. 1 2 đi mạng trước đi. Có quân gì là dùng quân đấy. Đây luôn, một viên chi mạng. Viên hoàn hảo đâu. Chi mạng 40 đúng không? Viên hoàn hảo quân 5 anh em nhá, viên hoàn hảo quân 5 đấy. Ui ngon, viên cấp độ nào. Viên cấp độ luôn. Ui ngon. Hai viên, ba viên rồi đúng không? Viên khả năng tấn công. Ui ngon, lên liên tục anh em ạ. Lên thế nhở, viên cuối cùng anh em, tối đa. Thằng sát thương tối đa. Hy vọng sẽ lên được viên cuối cùng này. Ui rồi ôi, viên tối đa xịn thế mà mất rồi anh em ạ. Hơi nhỏ anh em nha. Nhỏ đấy, nhỏ đấy. Để phải tìm lại viên tối đa xem nếu còn không. Không tối đa là áp tối thiểu cũng được. Tăng lực tấn công ma lực cũng được. Đây, viên tối đa, có viên tối đa. Đây, có viên tối đa nữa anh em nhé. Ngon lành luôn. Xét lửa băng xét xét đúng không? Tinh chế nguyên tố này. Tuyệt chiêu là gì nhỉ? À đây 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 đây. Một viên tối đa. Một viên tối đa. Đây, lửa tối đa. Cái này đừng có xịt lên nó đủ 5 viên đi. Rồi, ngon, ngon lành em nhá. Tổng cộng là đủ 5 viên đấy. Tổng cộng là đủ 5 viên luôn. Băng băng lửa sét à. Chí mạng cho viên chí mạng đầu tiên đúng không?
Chí mạng đầu tiên. À đây, đây, đây lấy ngọc ra rồi. Mình đang hơi bị khan cổ nên anh em thông cảm một chút nhá. Cắm ngọc vào. Một viên chí mạng, viên hoàn hảo này. Có viên chí mạng vào đi. Lấy một viên tuyệt chiêu là được rồi. Chí mạng. Đúng không? Rồi, một viên. Viên thứ hai là viên băng. Lửa xét băng xét xét này. Xét băng lửa. Như viên băng rồi đúng không em nhỉ? Viên băng này, ô số 2. Ô số 3 với băng ô số 3 em nhé. Băng ô số 3, viên lửa ô số 2. Lửa cấp độ này. Lửa tối đa. Xét lửa băng. Ôi ôi hỏng rồi, sao cái sai mẹ mất rồi nhưng mà nó rát thật nhờ. Cái sai rồi. Hết băng lửa cơ mà anh em. Ngáo thật đi. Hết băng lửa cơ mà. Mình phải hụt mẹ mất viên cái đâu. Tình. Hết băng lửa anh em nhá. Xem còn tiền không? 36. Hết băng lửa cơ mà. Được tình nam ơi là nam ơi. Sai lầm. Bà. Độ tấn công lên ra thế mất công ép lại rồi nhiều à quên viên băng này ép nhầm viên lửa đây rồi phụ thân tôi thế được rồi làm lại cuộc đời thôi kiếm quân bà coi nào kiếm quân bà lên cái map mà ê bừa lan thế ép sai em nha ép tuyệt chiêu thì phải viên băng ô số 2 làm ép nhầm một viên không sao xóa đi ép lại thôi từ chối bắn ra viên lửa tối đa để có nguyên tố để nguyên tố 450 méo nguyên tố 3 rồi hơi khoai ok clip của mình thì đây là kết thúc anh em nha tạm thời vậy thôi mình ép nốt hai viên này đi nó xong đi mình tháo viên này ra tháo hai viên lửa với viên băng ra thôi hơi khoai nhưng mà mình ép nhầm rồi nhỉ chết giới một viên băng tối đa đây tốc độ là ở số 3 cơ mà 34 ok clip của mình đến đây là kết thúc anh em nhá cảm ơn anh em rất là nhiều bye bye.